Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mobile City. Khi mà chọn mua một chiếc điện thoại ấy, thì các bạn sẽ quan tâm những gì? Giá thành này, trang bị phần cứng với cả phần mềm đúng không? Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ nói sâu về cái phần trang bị phần cứng nhé. Sau đây sẽ là những cái trang bị mà theo mình các bạn không nên dùng để làm yếu tố quyết định khi chọn mua một chiếc điện thoại. Cụ thể là gì thì bắt đầu video nhé. Trước khi bắt đầu thì đó, xin các bạn 30 giây quảng cáo. Team chúng mình có một cái Shopee tên là Mobile City Meta Store, chuyên bán phụ kiện điện thoại như kiểu là sạc cáp này, sạc dự phòng, tai nghe không dây, sò nóng lạnh, ba mức giá rẻ nhất Việt Nam luôn nha. Trên đó thì bọn mình cũng sẽ bán cả điện thoại nữa, bảo hành vàng 12 tháng của Mobile City. Những bạn ở xa mà không đến shop được ấy thì có thể mua tại Shopee cho nhanh được chưa? Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Rồi, đầu tiên mình sẽ nói về thiết kế của máy đi. Chúng ta sẽ có những cái thông số như kiểu là độ mỏng của máy này, trọng lượng bao nhiêu đúng không? Nhưng mà có một điểm mà rất ít người nhắc tới, đó là về độ dày lớn nhất này, cộng với cả cảm giác cầm nắm ra sao. Đó, thường bây giờ điện thoại ấy, điểm dày nhất sẽ là phần camera đúng không? Camera rất lồi luôn. Ok, có thể máy chỉ là 8mm thôi, nhưng mà cộng cái phần camera vào ấy, lên tới hơn 1cm các bạn nhá. Để trên mặt bàn rất là cập kênh, cầm nắm thì đôi khi thậm chí là bị mất trọng tâm, nặng quá phần phía trên. Và đó, với nhiều máy bây giờ thì đúng chen cấn tay mà, cầm sẽ không thoải mái lắm đâu các bạn nha. Rồi thì còn chất liệu của máy ra sao nữa? Máy thì nhựa, máy thì kính, máy thì chống vân tay, máy thì bị trơn đúng không? Nên là ý của mình ấy, các bạn đừng nhìn vào thông số như kiểu là độ dày với cả trọng lượng mà quyết định mua máy nhá. Tiếp theo về phần màn hình. Riêng màn hình nhá, rất nhiều thứ đáng nói. Đầu tiên sẽ là về độ phân giải này. Bây giờ thường trên thị trường ấy sẽ có 3 độ phân giải chính là Full HD cộng, 1.5K và 2K đúng không? Thì mình vẫn khuyên các bạn nhá, đừng bắt buộc một chiếc máy các bạn mua ấy phải là độ phân giải màn hình 1.5K hay là 2K. Bởi vì thực sự trên một cái kích thước màn hình của điện thoại chỉ khoảng 6, mấy inch ấy, độ phân giải 1.5K sẽ không khác nhiều so với cả Full HD cộng. Đó. 2K cũng vậy. Tất nhiên khi các bạn đã để ý tới và cố tình soi mắt vào ấy thì sẽ nhận ra sự khác biệt nha. 1.5K với cả 2K ấy, nó sẽ nét hơn rõ ràng rồi. Nhưng mà đó, đa số các bạn dùng thì sẽ cầm xa như này, tầm khoảng 30-40cm thì rất khó để mà phân biệt nha. Và theo mình, quan trọng hơn ấy sẽ phải là chất lượng hiển thị ra sao này, kiểu màu sắc có tươi hay không, hình ảnh có nổi bật hay không, góc nhìn tốt hay không, hoặc là cái viền màn hình của máy ấy có mỏng hay không. Tại vì viền mỏng ấy khiến cho trải nghiệm thị giác của các bạn rất sướng luôn nha. Tiếp theo, một thông số mà bây giờ rất nhiều hãng đưa ra để quảng cáo, đó là độ sáng tối đa. Mình ví dụ đi, cái dòng Xiaomi 14 chẳng hạn, độ sáng tối đa lên tới là 3000 nits đúng nào, rất khủng khiếp. Nhưng mà lưu ý, độ sáng tối đa ấy sẽ là độ sáng peak, tức là cái độ sáng này không duy trì được quá lâu. Đó, kiểu như các bạn đi ra ngoài nắng gắt ấy, nó duy trì được khoảng tầm 1-2 phút, sau đó khi máy nóng sẽ bị giảm xuống nha. Thì đó, vừa là độ sáng 3000 nits không giữ được lâu là một này, cộng với cả rất hiếm khi các bạn dùng tới 3000 nits nha. Và minh chứng cụ thể là hiện tại màn hình của chiếc Xiaomi 14 ấy khi so với cả chiếc Xiaomi 13 thì không khác nhau gì mấy, đúng không? Trải nghiệm thị giác là như nhau. Mình không nói độ sáng 3000 nits là không tốt hơn nhá, chỉ là đó, các bạn đừng dùng yếu tố này để mà quyết định mua một máy, ok. Và tiếp theo cũng sẽ là màn hình nha. Công nghệ LTPO. Đó, tất nhiên rồi, bây giờ đa số các máy cao cấp ấy đều sẽ quảng cáo là công nghệ LTPO, iPhone cũng vậy. Nhưng mà lưu ý, công nghệ LTPO ấy sẽ đa phần chỉ giúp máy của các bạn tiết kiệm pin hơn một chút mà thôi. Còn đâu về trải nghiệm thị giác là như nhau, thậm chí còn kém đi các bạn nhé. Bởi vì trong một số trường hợp ấy, LTPO chưa đáp ứng kịp thì các bạn vuốt nó sẽ bị chậm đi đúng không? Nó sẽ không luôn là 120 hay là 144Hz, nó vẫn sẽ có độ trễ các bạn nha. Còn về cái vụ tiết kiệm pin thì thực sự theo mình thấy nhá, là không quá đáng kể. Đó, chắc cùng lắm chênh 5% là cùng, thậm chí không tới, mình nghĩ vậy. Vậy nên là đó, các bạn cũng đừng có bắt buộc là phải mua một chiếc máy có LTPO nhá, không đáng đâu. Ok, hết màn hình rồi, chúng ta sẽ chuyển sang những cái phần hết sức quen thuộc thôi. Đầu tiên sẽ là con chip này. Tất nhiên, chip đời cao hơn thì sẽ mạnh hơn, nhưng mà đấy, cùng một con chip thì cũng sẽ có máy mạnh, máy yếu nhá. Kiểu như máy bị bóp với cả máy không bị bóp ấy. Ngoài ra thì còn liên quan đến nhu cầu của bạn là gì nữa. Mình thấy rất nhiều bạn nhá, mua máy bắt buộc phải là chip Snap 8 Gen 2 cơ, 8 Gen 3 cơ. Nhưng mà mua về làm gì? Lướt TikTok với cả lướt Facebook, không chơi game đấy. Tất nhiên, tiền của các bạn thì các bạn quyết định thôi, nhưng mà thực sự hơi lãng phí nha. Với nhu cầu của các bạn như vậy ấy, thì mua một chiếc máy chip đầu 7 thôi là quá khủng khiếp rồi. Thậm chí mấy con chip Dimensity rẻ như kiểu là 1080 ấy cũng đáp ứng quá thoải mái luôn, 2-3 năm không phải nghĩ. Vậy nên với yếu tố về con chip thì mình nghĩ các bạn nên xác định rõ mình mua máy làm gì nha, mua chơi game hay là mua dùng cơ bản. Tiếp theo sẽ là về vụ sạc nhanh này. Bây giờ thì sạc gọi là quá khủng khiếp rồi. Máy 5-6 triệu thôi đã có sạc 120W đúng không? 7-8 triệu thì có tới 240W, dã man luôn. Nhưng mà với quan điểm của mình nhá, mình thấy bây giờ sạc khoảng tầm 6-7W là rất thoải mái rồi. Các bạn sạc máy lên quay khoảng 1 tiếng, sạc 120W là rất nhanh rồi nha. Còn sạc 150 với cả 240 ấy, thực sự là hơi dư thừa đúng không? Và thậm chí khi mà các bạn chọn sạc quá nhanh ấy, thì sẽ dẫn tới tình trạng là trong một số trường hợp chẳng may các bạn bị hỏng sạc chẳng hạn, chi phí mua sạc mới là rất cao nha. Cái bộ sạc khoảng tầm 120W đi,
béo cũng phải 300-400, sạc 240 thì mua còn khó ấy chứ. Rồi, đến với trang bị cuối cùng đi, đó là về camera. Thì hiện tại nhá, các hãng thường sẽ khoe về số chấm với cả kích thước cảm biến đúng không? Nhưng mà lưu ý, cái số chấm thì các bạn quá quen thuộc rồi. Số chấm to không quyết định cái việc các bạn chụp ảnh đẹp hơn nhá. Ví dụ mấy con máy Xiaomi tầm 5 triệu ấy, Redmi Note 13 Pro 200 megapixel thì nhưng mà so làm sao được so với cả những chiếc máy 12 chấm của iPhone đúng không? Ví dụ như kiểu là iPhone 13 Pro Max. Còn về cái vụ cảm biến càng to thì ok, càng tốt, tại vì cảm biến to ấy thu sáng nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà lưu ý, còn liên quan tới cái vụ là cảm biến của hãng nào nữa nha. Điển hình gần đây có cái vụ Xiaomi 13 với cả 14 ấy. Xiaomi 14 thì ok, cảm biến to hơn, nhưng mà là cảm biến của hãng Samsung. Chất ảnh cho ra sẽ không đẹp bằng so với cả cảm biến Sony của chiếc Xiaomi 13, mặc dù cảm biến bé hơn, đúng chưa? Nên là đó, khi chọn một chiếc điện thoại thì các bạn cũng đừng phải quan trọng là máy phải là 100 megapixel cơ hay là cảm biến phải là 1 inch cơ. Chưa chắc đã tốt đâu nha. Ok, vừa xong là những cái yếu tố về trang bị phần cứng mà các bạn không nên dùng để làm yếu tố quyết định khi chọn mua một chiếc điện thoại. Vậy thì các bạn thấy sao về quan điểm của mình? Có đồng ý hay không? Cũng như còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment phía bên dưới nha. Và các bạn đừng quên check thử mức giá của những chiếc máy Xiaomi, Realme, Samsung, iPhone giá rẻ nhất tại Mobile City dưới phần mô tả và bình luận game nhé. Rồi, xin chào, bye bye.